Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thân mật mời Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình dự tiệc trà nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại tiệc trà, nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn giới thiệu các loại trà được lựa chọn từ những vùng trà nổi tiếng ở Việt Nam như Hà Giang, Yên Bái, Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu và Thái Nguyên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng thức 3 loại trà gồm trà mạn sen đầm trị Hồ Tây với thành phần chính là bạch trà san tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, Hà Giang kết hợp với gạo sen đầm trị Hồ Tây ướp hương 3 năm. Ô Long Lão Trà từ cao nguyên Mộc Châu Sơn La và bạch trà chốt đỉnh 2000 san tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh Hà Giang, còn gọi là bạch trà chốt tiền Thanh Minh. Đây là một trong những nghi thức lễ tân rất đặc biệt, thể hiện sự gần gũi, thân tình giữa lãnh đạo hai đảng, nhà nước. Với Việt Nam và Trung Quốc, mời trà thể hiện sự trân trọng, lòng hiếu khách, là dịp trao đổi với nhau những điều chân thành, thẳng thắn. Chiều 12 tháng 12, lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự lễ đón có các lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, cùng các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội, văn phòng Tổng Bí thư. Đông đảo các cháu thiếu nhi và quần chúng nhân dân thủ đô đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng, nhà nước Trung Quốc. Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên bục danh dự. Việt Nam đã thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác để chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc. Những loạt đại bác vang lên hùng tráng, quân nhạc cử quốc thiệu hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham gia đoàn đại biểu Trung Quốc thăm Việt Nam có giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân ông Tập Cận Bình. Ngoài ra còn có nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước Trung Quốc, gồm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Thái Kỳ, Chánh Văn phòng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu, Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Giang Kim Quyền, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trình Sang Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Vương Ninh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, bà Tần Tinh, phu nhân Đại sứ Hùng Ba, Cục trưởng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế La Chiếu Huy, Thiếu tướng Lý Bân, Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế Trung ương, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nông Dung. Sau lễ đón chính thức, hai người đứng đầu hai đảng sẽ hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng, xem và nghe giới thiệu các văn kiện được ký kết, sau đó cùng dự tiệc trà. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối cùng ngày. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 12 và 13 tháng 12. Theo ghi nhận từ báo Việt Nam Flood, chuyến thăm đánh dấu mốc quan trọng diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2023 và khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai nước đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc lên một tầm cao mới, tiếp tục đi vào chiều sâu hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18 tháng 1 năm 1950. Trong chặng đường 73 năm qua, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng tình hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đặc biệt, kể từ khi bình thường hóa năm 1991 đến nay, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng. Giao lưu và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức linh hoạt. Qua các chuyến thăm và tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, là định hướng chiến lược nền tảng lâu dài cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt-Trung. Hai bên đã xác định phát triển quan hệ hai nước theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai năm 1999 và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt năm 2005. Năm 2008, hai bên nhất trí thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, khung hợp tác cao nhất, nội hàm sâu rộng nhất trong quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên cùng Việt Nam xây dựng khuôn khổ hợp tác này. Cũng theo Vietnam Flood, những năm gần đây, trong bối cảnh môi trường hợp tác toàn cầu chịu nhiều tác động tiêu cực từ các cuộc xung đột và đại dịch, song những cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao Việt Nam-Trung Quốc vẫn diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt đã giúp thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nhà nước. Quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, có những bước tiến triển mới. Với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, đạt nhiều thành quả quan trọng. Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và thiết lập cơ chế hợp tác, giao lưu giữa các ban đảng ở Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 4 lần điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tháng 1 năm 2020, tháng 9 năm 2020, tháng 2 năm 2021, tháng 9 năm 2021. Thăm chính thức Trung Quốc tháng 10 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 5 năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhân đại, Chủ tịch Quốc hội. Lật chiến thư tháng 6 năm 2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính 3 lần điện đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường tháng 6 năm 2021, tháng 1 năm 2022, tháng 9 năm 2022. Điện đàm với Thủ tướng Lý Cường tháng 4 năm 2023. Thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị WEF 14 tổ chức tại Thiên Tân, Trung Quốc tháng 6 năm 2023. Dự hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tháng 9 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 10 năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tháng 12 năm 2023. Đặc biệt gần đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm đã tạo xung lực mạnh mẽ để hai nước không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thuận lợi đưa quan hệ Việt-Trung bước sang giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký kết 13 văn kiện giữa các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương của hai nước. Năm 2023, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao được tích cực triển khai, giao lưu hợp tác giữa hai đảng được duy trì thường xuyên.
Các cấp, các ngành, địa phương hai bên cũng tích cực khôi phục trao đổi đoàn sau khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng dịch. Trên kênh nhà nước, hai nước tiếp tục hợp tác hiệu quả thực chất, giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc và giữa các bộ ngành như Ngoại giao, Quốc phòng, Công an không ngừng được tăng cường. Trên tinh thần tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước, các phiên họp hàng năm của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc thành lập vào tháng 11 năm 2006 đã phát huy hiệu quả trong việc điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất giữa hai nước tiếp tục phát triển ổn định, cân bằng, bền vững. Tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Trung Quốc tích cực phối hợp, thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới, đặc biệt là tại diễn đàn ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!